Hello mọi người. Mình hợp nhau đến như vậy. Rồi, ôi sao mày nó cứ chách chách, chéo chéo. Cái quạt nó có bị ù vào trong cam không? Ôi, sợ cái quạt nó bị ù vào trong cam ấy. Nghe cứ tiếng ù. Em chào chị Trương Loan. Chào chị Phương Anh. Ở công nhận mình ít đăng ảnh thật. Khách cứ kêu loạn sới cả lên. Nhìn này hết hàng đúng không? Cái nỉ chữ hàng nhà mình nó hết à? Hello chị Trâm Nguyễn. Ôi trời ơi, mệt thế, ra mấy cái đơn cho mấy cái khách cứ hẹn giờ ấy, mệt thế nhở? Mà lúc em bảo khách em có hẹn khách là chị ơi trong ngày mai nhận được khoảng giờ nào không? Chị nói nhá, tuyệt đối nhá, không bao giờ được hẹn, được phép hẹn khách là bên em sẽ giao đúng giờ đấy, bởi vì đơn vị vận chuyển người ta không thể giao đúng giờ đâu, trừ khi em thuê ship ngoài thôi, hiểu chưa? Đừng có vâng vào để đấy, nó bực cả mình ra. Mày thế đơn khách cứ lằng nhằng nhằng. Em chào chị Yên Nguyên, em chào chị Na Hân. Nói chung là em phải hiểu là đơn vị vận chuyển người ta sẽ không giao được đơn cho mình theo cái kiểu là cứ hẹn hẹn giờ ấy, không giao được đâu. Chỉ có là trong giờ hành chính, trong khoảng buổi chiều và buổi sáng thì được, chứ còn trong khoảng đúng giờ thì không được. Sao mà giao được thế? Hello mọi người nhá, mọi người chia sẻ lại livestream giùm em này. Chia sẻ lại livestream giùm em. Mình cao 1m6, 1m62 nhá. Nhưng mà nói chung là những sản phẩm nhà mình mặc thì cái chiều cao nó dễ lắm. Trừ váy vóc thì có mẫu dài, mẫu ngắn thôi. Chị Anna Nguyễn mà hàng đặt cả tuần nay không thấy đâu. Em thề với chị luôn là chị mới đặt ngày hôm kia thì phải. Đúng không? Anna Nguyễn vừa đặt hôm qua hôm kia gì đấy mà đặt cả tuần rồi. Chị Anna Nguyễn ơi, chị đặt hàng ngày nào ạ? Trâm Nguyễn ơi, thề luôn, điên lắm. Áo mình mặc là 89.000 nhá. Đặt trong live stream này và áp dụng cho ai chia sẻ live stream thì mua áo em mặc với giá là 89.000. Chị Anna Nguyễn, để em báo các bạn để check tin nhắn của chị luôn nhá. Bởi vì thực ra có thể là đơn của chị còn ít ý, một hai cái thì các bạn ấy chưa check đến. Sẽ check những đơn nhiều cái trước, bởi vì mấy chị mà mua quen nhà em thì hay giữ đơn lắm. Hay giữ đơn để gộp để gộp thêm đơn rồi ship ý. Các chị toàn thế. Mấy giờ shop giao hàng hả kìa? Gọi tổng đài đã. Chất nỉ nhá, cái này chất nỉ. Mọi người share clip đi ạ, lên 150 người nhá. Lên 150 người em sẽ xả siêu phẩm cực kỳ rẻ, cộng với bán một số mặt hàng với giá lỗ luôn, cộng với tặng áo không đồng luôn nhá. 150 người giúp em nha. Chất nỉ ra cá, nói chung cá này bán đến nay là khoảng 500 cái rồi mà khách chưa hề phàn nàn gì về chất cả. Cái áo này bán phải hơn 500 cái rồi ấy. Giá là 89.000, nó có bo nhá. Nó có bo cả ở trên cả dưới luôn, cả gấu tay và gấu dưới bụng này. Một giá giùm em, mọi người chia sẻ đủ 5 group đi ạ. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giúp em nhá. Ok, tí em sẽ khui cả len mới luôn cho mọi người. Em sẽ khui cả len mới nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Tại sao? Thôi, mà có một vấn đề nhưng mà em sẽ nói ở livestream sau đi. Sẽ làm riêng một livestream. Mọi người chia sẻ giùm em nhá. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ này. Ghim comment của chị nhá. Ok, chị Trang Phương ơi, chờ em một tí nhá. Cảm ơn Thúy Sĩ này, thank you Thúy Sĩ. Không phải cái áo này bán nhiều lắm rồi mà chưa thấy khách nào phản hồi về chất cả. Nói chung là khách đều ưng. Với cái giá tiền như vậy thì chất lượng hoàn toàn sản phẩm phù hợp thôi ạ.
Những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giúp em này. Những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ này. Thôi bây giờ em sẽ tặng cho mọi người chiếc áo em đang mặc, tặng cho hai chị thôi nhé. Bởi vì ở livestream trước tặng 7 chị rồi. À đâu 6 chứ. Ở livestream trước đã tặng cho 6 người rồi. Bây giờ tặng thêm hai người nữa đi nhá. Tặng thêm hai người nữa. Thể lệ là gì nhỉ? Chơi trò gì nhỉ? Không có bộ bài ở đây nhỉ? Thì chơi cái gì ấy tặng nó mới vui. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Rồi ok, bây giờ những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ. Sau đó em sẽ đọc một câu. Em sẽ đọc một câu nhá. Chị nào là người comment đầu tiên và nhanh nhất kèm số điện thoại và kèm với đã chia sẻ đủ 5 group thì cắt lại màn hình dùm em. Bên em sẽ tặng cho các chị mỗi người một chiếc áo như em đang mặc nhá. Ok chưa ạ? Bởi vì cái áo như em đang mặc thì cực kỳ dễ mặc, ai mặc cũng hợp luôn nhá. Ok chưa? Tặng cho hai chị mỗi người một chiếc này. Mỗi người một chiếc luôn nhá. Ôi view lại tụt rồi, tăng view lên cho em đi nào. Tăng view lên cho em tặng chiếc áo như em đang mặc này. Tặng chiếc áo như em đang mặc nhá. Ok, view lên dùm em 195 người. Bắt đầu em sẽ đọc mã này, tặng hai chiếc áo này nhá. View lên 190 người em sẽ tặng hai chiếc áo này nhá. Tặng hai chiếc áo rồi, ok. Bây giờ mọi người những ai đã chia sẻ đủ 5 nhóm thì comment nhanh tay dùm em. Comment nhanh tay dùm em. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại. Nỉ hồng vừa nãy mặc còn nha em nhá. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Kèm số điện thoại này tặng cho hai người. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại giùm em. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại nhá. Mua áo kẻ không đồng. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại. Và những ai chỉ áp dụng cho những ai đã chia sẻ đủ 5 nhóm thôi. Em sẽ kiểm tra, nếu chưa chia sẻ đủ em sẽ ao quà ra tặng người khác luôn nhá. Em sẽ ao quà ra tặng người khác luôn đấy ạ. Ok, đã có những chị comment rồi này. Xin chúc mừng chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương một cái, Nguyễn Hương một nhá. Chị Nguyễn Hương một này. Chị Nguyễn Hương một cho em đấy. Rồi, sao các chị toàn comment sai cú pháp thế. Mua áo kẻ không đồng nhá, comment đúng này. Mua áo kẻ không đồng kèm số điện thoại. Không viết bằng số hoặc bằng chữ đều được luôn nhá. Áo em đang mặc là 89.000 thôi ạ. 89.000 đấy là giá áp dụng cho ai đã chia sẻ nhá chị nhá. Đấy là áp dụng cho ai đã chia sẻ ạ. Chị Trần Thảo một chiếc này, ok, tặng cho chị Trần Thảo comment đúng cú pháp này. Chị Trần Thảo nhá. Đừng quên là cắt lại màn hình. Sao đấy? Được chưa? Mọi người nhá, mọi người comment dùm em. Đáng em phải ghi âm lại cuộc nói chuyện với các bọn đấy. Bọn đấy nó hay lật lọng lắm. Nó hay bảo là mình có gọi đâu. Mấy lần chị bị rồi. Ok chưa ạ? Rồi ạ. Các chị đừng quên là cáp lại màn hình. Đừng quên là cáp lại màn hình nhá. Bởi vì có rất nhiều chị trúng quà rồi. Xóa lượt xe. Thế là mất quà luôn. Xóa lượt xe bên kiểm tra không đủ là không được tính đâu ạ. Ok chưa ạ? Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ bán xả cái áo em đang mặc với giá 89.000. Áp dụng cho chị nào đã chia sẻ live stream nhá. Một chiếc áo nỉ giá 89.000. Chất nỉ da cá này mọi người này. Chất nỉ da cá nhá. Chất nỉ da cá. Có cái áo người ấy, hàng mẫu đâu nhỉ? Đợi bóc cái túi mới. Áo nỉ em mặc giá 89.000 nhá. Ai lấy comment là 89k này. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy áo em mặc comment là 89k kèm số điện thoại nhá. 89k kèm số điện thoại giùm em. 89k kèm số điện thoại. Thôi em tặng thêm một set đồ rồi. Set đồ này còn khá là nhiều. Em ơi cái váy kia khách nào tặng luôn đi. Đưa cái váy đây. Cái váy kia tặng đây. Bây giờ tặng thêm một sản phẩm nữa này. Chị Nga phạm một cái áo kẻ 89 cho em này. Chị Nga phạm một cái áo kẻ 89k kèm số điện thoại này. Ok chị Nga phạm. Đây bây giờ sẽ chơi. Em sẽ tặng một cái váy này luôn nhá. Ok chưa ạ? Rất là dễ luôn. Cái váy đuôi cá này. Cái váy đuôi cá, nhưng cái váy này chủ yếu là size S thôi. Chị Minh Huệ một này.
chị Minh Huệ một. Nói chung là riêng sản phẩm này thì bán 500 cái rồi, khách chưa chê thì các chị biết rồi đấy ạ. Chị Mai Lê một cái này. Chị Mai Lê một cái này. Rồi ok, bây giờ em sẽ tặng cho mọi người chiếc váy này. Vừa bán vừa tặng đi nhá. Áo kẻ em đang mặc là chất nỉ da cá chị nhá, chất nỉ da cá cho em ạ. Ok, cái váy này ai muốn tặng chiếc váy này comment là váy tặng kèm số điện thoại nhá. Váy tặng kèm số điện thoại. Cái váy này thì size S, size S sẽ mặc vừa. Ưu tiên các chị size S trước này, một lát nữa sẽ tặng đồ size M và size L sau nhá. Comment giùm em là váy tặng kèm số điện thoại nhá, đuôi cá ở dưới nhá, đuôi cá. Váy tặng kèm số điện thoại cho em. Váy tặng kèm số điện thoại đi ạ. Đừng quên là chia sẻ đủ group cho em nha, không là sẽ không được tính đâu ạ. Váy tặng kèm số điện thoại. Váy tặng kèm số điện thoại nhá. Ok, xin chúc mừng chị Phạm Hương này. Chị Phạm Hương, ôi ghi, chết rồi, ghi nhầm rồi. Thôi ghi lên, em ghi luôn bạn ấy đi. Xong rồi tí ghi lại cái câu kia chị nhá. Chị Phạm Hương nhá, ok, Phạm Hương này chia sẻ đủ group của mình nhá. Phạm Hương ơi, chia sẻ đủ group của mình này. Áo kể em đang mặc khoảng trên 60 cân, khoảng 61, 62 cân mà cao 1m6 thì vẫn thoải mái. Cao 1m6 trở lên thì vẫn mặc thoải mái luôn. Áo mình mặc còn nhá, áo mình mặc còn khoảng hơn 20 chiếc thôi. Bởi vì nhà mình cũng bán được hơn 500 chiếc này trong một nốt nhạc. Quá đơn giản, cái áo này chất đẹp lắm luôn. Nói chung là khách nhận được chưa ai chê cả. Rồi ok ạ. Rồi ok nhá. Ai còn ai lấy áo em mặc thì comment là 89k kèm số điện thoại giùm em nhá. 89k kèm số điện thoại. Ơ Phạm Hương mà có đơn rồi. Số 5. Bạn ấy mua gì rồi? Cái váy nút. 89k kèm số điện thoại. Chị Dung Nguyên lấy một cái áo em đang mặc này. Ơ có đâu? Đây. Chị Dung Nguyên một cái áo em đang mặc nhá. Chị Dung Nguyên một cái, ai lấy áo em mặc cứ comment là 89k kèm số điện thoại giùm em. Bây giờ tiếp tục chơi game tặng một set váy. Ôi giời. Cái váy này có những size gì nhỉ? Không bán chân váy ông ơi. Không bán chân váy nhá. Thôi tí tặng sau đi. Dìu tập tè thế này ăn thua gì. Rồi ok. Bây giờ sẽ bán một mã mới về với giá cực kỳ hời luôn. Mà thôi từ từ xả mẫu này nữa nhá. Xả mẫu này đi nhá. Nhiều đồ quá chả biết bán cái gì luôn. Kim Cúc 89k. Cái chân váy mình mặc được trước mình bán rồi mà. Đây. Chị Kim Cúc một cái áo 89k này. Ok chưa ạ? Cái áo này xả 65.000 đây. Áo này xả 65.000 áp dụng cho ai chia sẻ live stream nhá. Cái này là dáng tay loe các chị mặc lên check in cái thứ cực kỳ đẹp luôn cho em này. Giá là này các chị ơi. Kiểm chất thoải mái trước khi nhận nhá. Đây chất len các chị có nhìn thấy cái len nó không? Chất kiểu rất là đẹp luôn nhá. Đây nhá. Này cái hình này in thoải mái nhá, không phải cái hình bong bong, tức là in và giặt xong bong đâu ạ. Hình in cực kỳ chắc chắn luôn. Áo này xả 65.000 này. 65.000 60 cân đổ về cho em nhá. 65.000 60 cân đổ về, nó là áo dáng tay. Dáng áo là tay loe nhá, cực kỳ dễ mặc. Nói chung là mặc kiểu chụp ảnh check in cực kỳ đẹp luôn. Cho chị cái set vest á. Chị Phương Anh ơi, nếu mà tặng nữa chắc là em lỗ vốn mất. Ô đây đây đây. Khi tắt cái đi đỡ hơn đấy. Em tắt thử cái đi xem nào. 89k chị Nguyễn Kiều Nhung màu đẹp hơn. Chị Nguyễn Kiều Nhung một cái áo 89k nha em mặc này. Cái áo em mặc chỉ còn một tập thôi nhá. Chị Nguyễn Kiều Nhung này. Cái gì đấy hả My? Chị bảo xem vest đâu? Vest kẻ. Nguyễn Kiều Nhung một cái 89k này. Ok chị Nguyễn Kiều Nhung này. Cái áo này xả 65.000. Chị nào lấy comment là 65k kèm số điện thoại nhá. Không còn nhiều đâu ạ. 65k kèm số điện thoại. Tắt đi là đỡ bị chói. 65k kèm số điện thoại nhá. Sau đó em sẽ tri ân set vest kẻ này. Áo 65k kim hoa để số nhá. Kim hoa chất cực kỳ đẹp luôn. Cái áo 65.000 này nhá. Này quay gần cho các chị xem quả mát của nó. Xịn luôn. 65k của kim hoa. Nhưng mà cái áo này thì mọi người vui lòng chọn thêm sản phẩm. Một sản phẩm em không ship nhá. Áo này một sản phẩm thì em không ship. Bởi vì áo này đang xả lỗ rồi. Nên là một sản phẩm sẽ không ship đâu ạ. 65.000 nhá. 65k kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ sell cái set vest này. Sell cái set vest này đây. Bao gồm một chân váy kẻ đầm caro Quảng Châu á. Ấp xoắn này lên chị xem nào. Xoắn này lên.
Xong mà xoắn lên nó mới sáng. Đây nhá, một cái chân váy kẻ nó mới lên màu ấy. Kèm một cái áo vest. Bây giờ ngày riêng ngày hôm nay em xả set này giá 105.000. Giá tri ân nhá, giá là 105.000 cả một set luôn. Ai lấy comment 105k kèm số điện thoại, đừng quên chia sẻ live stream để mua set vest với giá ưu đãi nhá. 105.000. Ai lấy comment 105k kèm số điện thoại này. Set vest này hôm trước mẫu thì em đã mặc thử rồi. Em thì hôm nay bầu mẫu nghỉ nên là không mặc được. 105k. Chị tép gai một set vest này ok 105.000 nhá. Hôm nay đấy là giá xả lỗ rồi ạ. Chị tép gai một, chị Thư Châu một này. Tép gai Thư Châu, chị Hành Đào một này. Ai lấy 105 comment 105 kèm số điện thoại giùm em nhá. Em sale đúng một tập này. Sale đúng một tập thôi ạ. 105k kèm số điện thoại giùm em nhá. 57 cân mà cao cao một chút thì vừa. Cái set đấy khoảng 55 cân đổ về. 57 cân mà cao thì mới vừa nhá. Vét áo, đúng rồi ạ. Áo vét là dáng rộng nhá mọi người. Set này xả với giá là... Hello, xin chào Thư Châu. Cái set vét này xả 105.000 nhá. Ê, hôm nay chị không có duyên bán hàng hay sao ấy. Thế nhá, ừ cứ chậm chậm bực mình cực bình thường á. Bán nó cứ kiểu vèo một lúc ấy, 200-300 cái nhanh. Hôm nay làm sao ấy. Hôm nay chắc là mình không được vía. 1m53 mặc được em ơi, tùy chứ. Cái chiều cao nó không quan trọng lắm đâu ạ. Vấn đề là ví dụ các chị nhá, các chị phải hiểu giúp em một điều là thế này. Ví dụ các chị 57, 58 cân, các chị cao 1m6. Tất nhiên là các chị phải khác với những người 1m50, 1m53 mà nặng 57, 58, 58 cân. Đấy là cái vấn đề đấy ạ. Chứ còn không phải là cân nặng nào nó cũng ấy đâu ạ. 56 cân 1m7 mặc vừa. Nhưng 1m7 mặc set này hơi ngắn. 1m7 thì mặc set này hơi ngắn nhỉ. 1m7 thì mặc thành ngắn nhỉ. Chân vài hơi ngắn. 1m7 thì mặc bị ngắn nhá. 1m7 là mặc set này sẽ bị ngắn. Set vest này xả 105.000 này. Ai không lấy out luôn đơn giùm em. Nếu mà không lấy nữa thì out luôn đơn nhá. Đừng có đến khi chốt hàng rồi mới out. Bởi vì là hàng này ngày mai sẽ đẩy sang bên cửa hàng nữa. Mà đã không đủ. Áo bạn mặc, áo em mặc là 89.000 ạ. Áo em mặc là 89.000 nhá các chị nhá. 89.000, bây giờ xả cái set này cũng 99.000 thôi này. Xả set này 99.000. Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên lấy set vest 105. Ai mà không lấy thì báo em luôn nhá. Chị tên khai bảo hộp đơn nhỉ. Nguyễn Thị Mỹ Duyên lấy set vest này. Cái váy này bao gồm nhá, một cái váy 2 dây kèm một cái áo khoác len như thế này. Giá của cả set này là 99.000. Ai lấy comment 99k kèm số điện thoại giùm em. 99k kèm số điện thoại nhá. Chất này. Chất đây nhá. Mọi người thông cảm, mình đang bầu. Mình đang bầu nên mình sẽ không mặc vừa được những set đấy đâu ạ. Em đang bầu nên không thể mặc được những cái chân váy kiểu chữ A như thế nhá. Cái set này xả 99.000 nhá. Ai lấy comment. Những mẫu này hôm trước mẫu nhà em đã mặc thử rồi. Nếu mà chị nào mà muốn xem lại lên form ấy thì tua lại live stream của khoảng 3 ngày trước. Đây, set này 99.000, ai lấy comment là 99k kèm số điện thoại nhá. 99k là cả hai món luôn. 99k là cả hai món luôn nhá. 99k là cả hai món. Ok, lại set vest 105.000 này. Đây, một chân váy. Chất đây nhá. Một chân váy và một áo. Bình thường em thề luôn nhà em bán á, các bạn ý không thể ăn ngồi nghỉ. Hôm nay vừa ngồi chơi, có khi vừa mang ra đóng hàng ở đây em ạ. Thật đi mà. Ngồi đóng hàng được chứ sao. Rảnh không. Set vest này xả 105.000 nhá. Cả một chân váy một áo khoác. Nói chung các chị có thể tách set ra mặc được. Chân váy và áo khoác 105.000. Thúy Lưu Thị một set 105 này. Thúy Lưu Thị một set 105.000 nhá. Đây là xả lỗ rồi. Chị Thúy Lưu Thị một set vest 105.000 nhá. Tâm Lan em đóng hàng đi luôn, nhanh thì hãng xuống để cho Mi làm túi được mà. Chị không mặc thử em ơi, chị đang bầu nhá nên chị không mặc thử đâu, không thay được nhiều mọi người thông cảm. Với cả set đã sale rồi thì mọi người thông cảm, em không mặc thử. Set vest free size. Cái set vest là khoảng 55 đến 56 cân đổ về nhá. 55 đến 56 cân đổ về tùy thuộc vào chiều cao. Mọi người nhớ đấy.
chứ không lại bảo là em bảo em ơi em bảo chị là 55 56 cân vừa mà chị cao có 1m50 thì em chịu làm sao mà vừa được, đúng không ạ? Cái set này nhá, 105.000 cả một set luôn. Cái này thì cũng bán nhiều lắm rồi, không phải bây giờ bán cho chị cái tập quần ở đây với em kia. Tập quần. Cái này, cái áo này 65.000 nhá. Áo này 65.000 mọi người có thể mua để mặc kết hợp này. 65k, ai lấy comment 65k kèm số điện thoại. Hả? Em xả một mã quần nhá. Em xả một mã quần này. Xem phép đã quay rồi mọi người nhá. Ánh Suka mà lấy áo 65 để số điện thoại. Áo, cái áo 65 mới ship, ship cùng một sản phẩm nhá. Không ship một sản phẩm lẻ. Set váy 55 cân cao 1m53 vừa, bởi vì set váy là chất co giãn. Với cả mọi người ơi, nói chung là tư vấn nó cũng chỉ là xem đúng một phần thôi. Em khuyên chân thành, nếu mà shop nào mà bảo các chị chắc chắn các chị vừa thì chưa chắc đâu. Bởi vì là có những chị, các chị nặng xương hoặc là nặng thịt ít cũng rất là khó. Ví dụ như đợt em chưa bầu, em bảo em 6 mấy cân, đâu ai tin đúng không ạ? Đấy, tức là khi em bảo em 6 mấy cân thì chả ai tin cả. Kiều Diễm là set vest mi chài meo set 105 là set vest nhá, là cái set vest kẻ nhá. Có hai người thôi, ghi kỷ mà có gì đâu. Chậm mà. Quần trong quần này, quần ống. Ok em ơi. Sao cái này không thể xài đây, size L. Đây nhá. Quần này chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn. Quần này có size SML cho em nhá. Mi ơi, em có nghĩ là đang cầm thiếu quần này không? Sao ít thế này được? Sao lại có một tí này? Đây toàn tập size L, thế size S, size M đâu. Thực ra là cái quần này nó ghi mác là size L nhưng em nghĩ chỉ khoảng size M thôi. Chị nào mà to quá thì mặc nó không thành xuông, nó sẽ bó, nó không đẹp. Cái quần này chỉ mặc kiểu xuông xuông nó mới đẹp thôi. Nhưng mà không ít này ở đâu Mi ạ. Mi ơi. Ấy cái gì mà ấy? Gì? Không biết nhưng mà không ít này đâu, gì có hơn chục cái này. Cái quần này nhá. Set bao nhiêu vậy? Set vest là 105.000 ạ. 105.000. Cái quần này nhá. Cái quần này em xả với giá là 85.000 một chiếc. Chất cực kỳ đẹp. 85.000 một chiếc, chất cực kỳ đẹp nhá. Ai lấy comment là 85k. Phùng Hạnh ơi chờ mình một chút. 85k kèm số điện thoại. Cái quần này thì khuyên chân thành, những chị nào mà khoảng 53 cân đổ về mặc ok, có size đấy. Cái này là chân váy rồi ạ. Đã bảo không biết nhìn mắt à? Thế thì còn một tập size M thôi em ạ. SML cho em này. 85k kèm S kèm M kèm L nhá. Chị Huyền Bùi lấy áo đang mặc. Áo đang mặc là 89k. Có cái áo đang mặc đâu nhỉ? Áo đang mặc là 89k. Chị Huyền Bùi không giàu nhá. Sai gì đấy? Đấy là chân váy. Nhìn mắt em không biết à? Cái mắt trắng là hàng chân váy rồi. Huyên Bùi không giấu. Cái quần này nhá, thôi ngồi xả 79.000 luôn. Size SML chất cực kỳ đẹp này. Quần bo gấu, quần này nói chung là mùa này thì cực kỳ cần luôn. Các chị mặc đồ thể thao, kể cả mặc áo nỉ như em đang mặc ấy. Sao mặc cái này đi giày thể thao đẹp cực kỳ luôn. Không ai thích bỏ qua nhá. Cái này phải áp ảnh luôn. Chất sướng dã man luôn. Mà chị không có duyên bán quần đâu. Thôi chân váy cầm vần thì chị bảo chị bán chân váy đâu, chân váy để hàm mặc mà. Ship 30 đến 35.000 có ship Shopee. Đây nhá. Cái set này thì là hàng Quảng Châu này, bao gồm một cái váy này kèm một cái áo rộng rộng như này ở trên nhá. Chị Đặng Thanh Thúy lấy một cái size L, quần size L. Quần size L là 79.000 đúng không? 79. Đây nhá. Cái set này là 149.000 cho em này. Đây khi mà các chị mặc lên em mắc tạm ở đây nhá. Nó sẽ kiểu lệch lệch như này này, chị nào thích mặc kiểu sexy thì mặc lệch mai như này xuống cho em nhá. Set này là 149.000 chuẩn hàng Quảng Châu luôn. 149.000 chuẩn hàng Quảng Châu. Ai lấy comment là 149k kèm số điện thoại. Thanh Tuyền lấy quần size M. Hôm nay bán chơi vậy thôi. Ôi em ơi tập size M đâu? Không thấy quần tập size M, làm gì có chuyện nó đưa cho mình cái S với L, mày điên à? Ngoài đấy còn mỗi cái hai tập đó với lại một tập xuân váy thôi.
em tìm trên kệ thế nào. Làm gì có chuyện người ta chỉ đưa mình S, S, S với cả M. Vũ lý. Chị Thanh, Thanh Tuyền ơi, chị có lấy quần size L không ạ? Thực ra là M, L nó xem nhau á. Bây giờ em xả một set vest này. Xả một set vest nhá. Chị mặc size L đi chị ạ, cho rộng. Với cả cái quần đấy phải mặc rộng rộng, nó mới ôm, mới ok. Chị Phạm Thanh Tâm, bữa trước em đặt áo len mà không thấy gọi điện số hàng, chốt hàng kìa. Phạm Thanh Tâm kìa. Hôm trước cơ mà. Ngay từ hôm trước à? Mấy cứ bảo khách là đặt từ hôm qua. Cái màu xếp màu đen đâu nhở? Mi ơi, mi tìm một chị xếp màu đen cái. Xếp hết màu đen không? Cả một tập chị cứ từ đây xuống đây cơ mà. Ok, bây giờ em sẽ quay set vest nhá. Thanh Tuyền lấy áo kẻ 89k. Thanh, chị Thanh Tuyền ơi, chị lấy giúp em một cái quần size L đúng không ạ? Thực ra là nó cũng xem thôi ạ. Bởi vì cái quần này form nó cũng không phải to quá đâu nhá. Mà quần thì phải mặc suông nó mới đẹp. Chị Thanh Tuyền lấy một cái áo kẻ 89 này. Đây nhá, cái quần này. Quần có xả áo len nhá, tí nữa mình sẽ quay áo len nếu mà quay đồ chán quá. Đây. Ok, Thanh Tuyền lấy một cái quần size L này. Đây. Một cái quần 79.000, một cái áo 89 nhá. Phương Luli lấy áo đang mặc này. Phương Lily chứ. Không cần đâu, em cứ đóng đi, khiếp chậm mà. Một set vest này bao gồm một chiếc áo, một chiếc quần như này nhá. Một chiếc quần như này này. Đây. Một chiếc áo, một chiếc quần có màu hồng này, màu nâu và màu đen. Set vest này là 139.000 một set. Áo vest là hàng 2 lớp, không phải hàng 1 lớp đâu nhá. Đây ạ. Cái này em còn ít thôi, không còn nhiều. Kho người ta nhờ xả 200 bộ thì cũng gần hết rồi. Đây, màu cam đất đây. 139.000 một set này. Màu cam, màu cam đất này. Hồng cam đất, màu đen đâu mi. Màu đen đây nhá, nó hơi bị nhăn bởi vì để nó bị đè các đồ khác lên ấy, nhiều hàng quá. Màu đen này. Hàng 2 lớp cho em nhá. Đây, màu đen nó có cái quần. Quần đây nhá. Set này 139.000 ạ. 139.000, chị nào lấy comment là 139k kèm màu. Em không biết đâu, bởi vì có chị đùi to đùi nhỏ nữa cơ. Thật luôn, quần khó cực kỳ nên là em cực kỳ ít bán quần. Chẳng qua là quần này là quần thể thao ấy. Quần thể thao mọi người bảo là dễ mặc ấy thì em lấy thôi. Chứ còn em, các chị để ý mà xem, cả mùa hè không bán một cái quần nào. Bởi vì đùi to đùi nhỏ nói chung là khó lắm. Váy thì váy suông thì không vấn đề rồi. Nên là cũng hơi khó. Đây nhá, cái set vest này của nhà em này, em giới thiệu qua cho các chị này. Đều là hàng 2 lớp nhá. Đây, hàng 2 lớp không phải hàng 1 lớp đâu ạ. Chị Hoàng Tộc lấy một set vest màu hồng này. Chị Hoàng Tộc một set vest màu hồng 139.000 nhá. Bình thường các set này các shop là bán khoảng bán giá 178 là chuyện bình thường đấy. Bởi vì là cái set vest này hàng 2 lớp không phải hàng 1 lớp đâu. Mà các chị nhìn cái quần của nó nhá. Cái quần này các chị có thể tách set mặc cho em này. Mặc mix với áo len các thứ cực kỳ xinh, bởi vì quần này form mặc lên rất là xinh luôn đây. Đây. Chị My lấy một set đen. Set vest khoảng 56-57 cân tùy vào chiều cao nhá. 56-57 cân tùy vào chiều cao ạ. Chị Vũ Hồng Phước lấy hai quần size L để lại số cho em nhá. Vũ Hồng Phước lấy hai cái quần size L thì để lại số cho em này. Không biết còn đủ không. Chị Vũ Hồng Phước mà lấy hai cái quần size L thì để lại số cho em nhá. Em ơi, sao chị thấy mỗi một cái ở đây. Võ Hồng Phước. Đình Ngọc ơi, em đang hỏi cái gì ấy nhở. Quần chất len tăm mà. Quần Cái quần thể thao vừa nãy á chị. Cái quần thể thao vừa nãy đấy. Cho chị cái quần mẫu kìa vâng. Đưa cho chị cái quần mẫu. Đây có hai cái size L nhá. Là chất này nhá. Đây. Nó là kiểu, nói chung là em chỉ biết là chất này cực kỳ đanh và lì luôn. Nói chung là chất co giãn thì thoải mái. Đây. Nhưng mà chẳng qua theo em nghĩ thì mặc cái này các chị phải mặc kiểu rộng rộng ấy, nó mới đẹp. Đây này.
chất đẹp lắm luôn này, dày lắm luôn. Quần này em sale 79.000, còn L và S nhá, còn S và size S và size L. Em hỏi set nào em ơi, set kẻ hay là set trơn? Cái này thì em chỉ có màu đen thôi. Còn set set phép này có màu, em dơ quần thôi nhá, đây có màu cam, à màu nâu này, màu nâu này, màu đen này và màu hồng, màu hồng, màu hồng phấn chứ không phải là cái màu hồng, màu hồng phấn như này nhá. Đây có 3 màu. Set phép này là 139.000 nhá. Đây có 3 màu. Hồng này, hồng này, đen và ca, à và nâu. Set vest hồng chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn là set vest hồng. Em ơi bây giờ đi đo vai nữa. Ừ, set này sale rồi. Set này sale rồi nên là mọi người thông cảm nhá. Vai 33 là vai bao nhiêu nhỉ? Em có, nhà mình có thước dây không? Thước dây đâu nhỉ? Cái mã nỉ này nhá, mình sẽ thay thử cho mọi người xem này. Bây giờ em sẽ thay thử cái mã nỉ hồng này cho mọi người xem nhá. Cái áo em mặc còn ai lấy không ạ? Giá là 89.000 nhá. Cái áo em mặc 89.000, chất nỉ da, nỉ chất nỉ da cá. Mã nỉ như em mặc này thì có cả mũ ở sau nhá mọi người nhá. Cái chất này nó không bị dày, bị dày quá đó. Mọi người lưu ý là mình đang bầu nên là mặc có thể là nó sẽ không ok lắm nhá. Mặc vest em đang bầu em không mặc thử đâu chị ơi. Thảo Nguyên xách đen mà. Chị vứt cho bạn xe gì đấy? Ơ, bạn lấy đen. Chị ơi, hàng vest nhà em free size. Thảo Nguyên xách đen ok. Free size nhá, không có size đâu ạ. Free size toàn bộ nhá. Chứ cái hàng đấy thì nó không có size. Tôi nhờ cái áo hồng như chị mặc có màu đen đâu nhỉ. Đây là màu đen váy, đen áo nhỉ. Đây đen váy. Cho xem vest hồng vừa đấy, chị My lấy màu đen rồi mà. Cái set vest hồng thì có khác gì cái màu đen chị lấy đâu. Màu đen với cả màu hồng nó khác gì nhau, nó chỉ khác màu thôi. Nó cùng một mã nhưng mà nó chỉ khác màu thôi nhá. Đây cái áo em mặc này có đen và hồng. Nó đều có cái túi ở bụng nhá, đây có cái túi ở bụng này. Cái áo này giá là 79.000 nhá. 79.000, ai lấy comment là 79k kèm màu này. Nói chung là trơn nên là dễ mặc lắm. 79k kèm màu. Mình ở Hà Đông, chị Bích Ngọc Nguyên lấy gì á? Set vest nâu 139 size S. Thế thì em cứ cho chị size S nhá, bởi vì nhà em không có size đâu, free size. Chị ạ, tất nhiên là nếu mà các chị muốn vừa in như người chỉ có đi mua hàng thiết kế thôi. Chứ cái hàng này ví dụ về rộng bụng một tí các chị có thể đi bóp được thoải mái. Cái đấy bóp thoải mái vì cái giá này nó không phải là cao. Giá đấy cực kỳ rẻ luôn. Bích Ngọc Nguyên lấy một set vest nâu này. Kéo, đâu kéo em mặc giá là... Chị đọc giá bao tiền nhỉ? Giá là 75.000 nhá, sorry em nhầm. 75k kèm màu này. Có đen và hồng. Ai lấy comment là 75k kèm màu đen và hồng. Chất cũng là chất nỉ da cá cho em này. Chất nỉ da cá nhá. Mình ở Hà Đông cho em hai vest đen và nâu. Chị Vân Ngọc một đen một nâu, rất nhiều người cũng lấy đủ màu luôn nhà em rồi ạ. Đen và nâu chị Vân Ngọc này. Chị Vân Ngọc lấy đen và nâu. Đây nha, hai set vest của chị ạ. Đen và nâu, ok. Áo nỉ em mặc có ai thích không ạ? Không ai thích thì em qua mẫu nha. Không ai thích thì qua thì em sẽ qua mẫu luôn này. Không ai thích thì sẽ qua mẫu luôn nhá. Cái nỉ hồng ở đây đâu nhỉ em nhỉ? Cái áo em mặc giá 65k. Áo 50 cân vừa không thoải mái chị ơi. Em đang bầu em mặc còn thoải mái này. 50 cân mặc thoải mái nhá. 50 cân mặc thoải mái. Đây có một mã nỉ màu hồng đậm hơn. Cái này thì cực kỳ xinh. Ê, em ơi cho chị cái áo màu xanh cô ba nữa, còn mấy cái đúng không?
trong danh cô bán chữ Hàn Quốc ấy. Có cái áo nỉ hồng mắt này là 90.000 này. Áo nỉ hồng mắt này cực kỳ xinh luôn. 90.000. Áo nỉ hồng mắt là 90.000 nhá. Nỉ hồng mắt cũng còn vài cái này, 90.000 này. Áo nỉ này em còn hai cái giá 95.000 này. Nỉ chữ màu xanh coban. Em cam kết với mọi người là mọi sản phẩm màu ngoài đều đẹp hơn trong cam nhá. Hôm nay lúc chị nói thì em đừng dám mang dính đâu. 95.000 nhá, cái áo nỉ chữ Hàn này thì 95.000 này, áo màu này cực kỳ đẹp luôn. Quay vào cam nó cứ bị xỉn màu đi ấy, ở ngoài màu đều tươi hơn một chút. Chị Mi lấy màu em mặc đúng không ạ? Có màu đen và màu hồng. Em cam kết là mọi sản phẩm màu ở ngoài đều đẹp hơn. Nhưng đây là cái áo rất là dày, không phải là mỏng đâu ạ. Mọi sản phẩm ở ngoài màu đều đẹp hơn trong cam. Cái áo này là 95.000 này, màu xanh coban, ở ngoài sáng hơn nhá, không phải màu xanh sẫm đâu. Không biết làm gì, cái nền này chắc chắn bị xỉn màu. Đấy, em áo hồng chị mặc ok. 75k còn 4 cái nhá, còn 4 cái thôi. Áo hồng đấy 75.000 còn 4 cái là hết này. Chị Lương Thùy lấy áo em mặc gộp đơn hôm qua có màu đen đấy nhá. Áo em mặc có màu đen có mũ đấy. Đây này. 75.000 có mũ nhá. Tất nhiên là em mặc thì không đẹp bằng mẫu của em mặc đâu. Bởi vì bầu bí thì mặc không thể đẹp bằng hàng mẫu được. Sao làm sao được? Cái hồng này có ai lấy không ạ? Áo hồng 90.000 này, cái này cũng đẹp. Thôi để em áp ảnh đi. Cái này chắc là áp ảnh cho chị mới thấy được. Vì quay lên đây màu nó không được thật. Màu nó không được thật. Em ơi, cho chị nốt cái bài bi này. Bài bi về lên. Thế chị chả biết quay gì nữa luôn ý. Nhiều đồ cực mà chả biết. À đây. Nhiều đồ mà chả biết quay cái gì. Đây chờ em một chút sẽ lên một mẫu nữa. Người máy bi vẫn còn nhiều em ơi. Ê ơi, áo popo khách hàng mà sao không ai bảo chị để bán nhỉ? Em cứ vứt đây thì bao giờ mới bán? Lấy nốt cái máy bi rồi đấy. Các chị ơi, em xả combo áo 79.000 này. Bao gồm một áo phông kẻ, một áo phông trắng nhá. Áo mắt là 90.000. Mình không mặc thử nhá. Chị xanh, chị nào lấy xanh nhá. Phạm Hương à. Lấy xanh chữ Hàn Quốc nhá bạn nhá. Còn hai cái thôi. Cái màu xanh ở ngoài đẹp hơn, mình có áp ảnh đấy. Trên ảnh thì màu nó sẽ thật hơn. Cái set áo này nhá, cả hai áo giá 79.000. Combo 79.000 còn 2 combo này. Ai lấy gộp đơn à, còn 3 combo 79.000 nhá. Ai lấy thì comment là combo 79k kèm số điện thoại giùm em. Combo 79k. Ok, Thảo chờ chị một chút. Combo 79k gồm 2 áo này. Combo 79k kèm số điện thoại nhá, xong chị đi chụp ảnh. Cảm thấy tội lỗi quá. Combo 79k kèm số điện thoại. Oanh Lưu không giấu. Oanh Lưu đã có đơn đâu nhỉ? Oanh Lưu để số điện thoại nhá. Combo 2 áo 79.000. Riêng combo ở nhà em thì quá hot rồi. Rất nhiều người mua mà. Toàn mua thêm thôi. Combo Oanh Lưu 79k. Đợt trước bán lẻ một áo này là 90.000 không à? Chị Oanh Lưu gộp đơn, chắc gộp đơn hôm qua rồi nhỉ? Chị Hà Trần combo 79 à? Chị Vu Thuy trước nhà. Chị Vu Thuy có đơn rồi. Chị Vu Thuy một combo 79 này. Chị Hà Trần một combo 79 này. Hà Trần một combo 79. Hai cái mà có 79.000 thôi nhưng mà hết rồi. Bây giờ chỉ còn combo hai cái áo kẻ nốt này. Combo hai cái áo kẻ thì chỉ có 69.000 thôi nhá. Hai cái áo giống nhau thì chỉ có giá là 69.000 thôi. Mọi người có thể mua về cho bạn nhé. Combo 79 hết rồi. Em chỉ còn combo 69 thôi này, là hai kéo kẻ giống hệt nhau. Ai lấy comment là combo 69k nhá. Chứ em hết rồi. Hết 79 rồi. Ai lấy combo 69 comment là combo 69k nhá. Váy nỉ màu cam đất này.
màu rêu này. Thảo Chi có đơn nhỉ? Ưu tiên nha, ai có đơn rồi nhá, để gộp đơn giùm em để em gửi hàng nhá. Bởi vì bán cái đấy đâu lãi đâu, ship một combo thì không ship được. Xem có ai có đơn không. Váy nỉ này. Đây là áo nỉ rồi. Cái áo màu đen đâu. Đây nhá, cái váy, cái áo dáng váy, tức là cái áo dáng suông này này. Hả? Lương Thủy combo 69 đây, xem chị có hai cái đây. Combo 69 nhá. Ok, Thanh Thảo chờ chị một tí thôi đây, chị bán nốt mẫu này cho chị qua mẫu này nhanh lắm. Đây nhá, cái nỉ dáng suông này chứ không phải bo như em đang mặc đâu. Đây. Đây là giờ màu cam cho nổ. Ví dụ như màu cam này nhá, các chị có thể mặc này. Đây này, bạn nào thấp hơn mình thì mặc thành dáng váy thoải mái luôn, kể cả như mình thì cũng mặc được thôi. Mặc kiểu này đi giày thể thao cực kỳ xinh luôn này. Cái mã này em bán với giá 85.000 nhá. 85.000 có màu cam đất này, màu rêu và màu đen. Cam đất, rêu đen, đây là màu rêu này. Cam đất, rêu đen, ai lấy comment là 85k. Kèm màu này, rêu đây. Và màu đen 85k kèm cam đất, kèm rêu và kèm đen giùm em nhá. Rất là xinh luôn, các chị mặc đi giày thể thao cho em chuẩn luôn. Mặc quần sóc bên trong đi giày thể thao cực kỳ đẹp. Dễ mặc lắm, nó có cái mũ mà có giá chỉ có giá 85.000 thôi. Cái áo vest đen đâu nhỉ? Đã cứ bị đắng đắng. Cái đấy form suông nó dễ mặc lắm ạ. Form suông nó dễ mặc. Cái áo vest đen đây nhá. Cái áo vest đen đây nhá mọi người. Quỳnh Mai có đơn chưa? Chị Quỳnh Mai mà lấy để số điện thoại này. Đây cái áo vest đen đây này, kèm với một cái quần. Kèm với một cái quần set vest này là 139.000, có hồng cam, à hồng nâu và đen. Đây có một cái quần nữa. Vest hai lớp nhá. Vest hai lớp chất hơi co giãn luôn nhá. Quỳnh Mai cam đất, nếu mà lấy để số điện thoại đi ạ. Còn một cái cam đất thôi. Hết rồi. Quỳnh Mai một cái cam đất. Vân Trần ơi, combo 69k hết mất rồi. Em ơi tìm ở trên kia combo 69 còn không? Hả? Chu Lê Thanh Thảo lấy một set vest đen 139.000 này. Tìm ở cái kệ này sát sát bên này này, chị thấy có mấy cái áo kệ kệ. Chu Lê Thanh Thảo một set vest này. Người ơi, em lên một mã này nhá. Mã này thì cực kỳ hot. Định là không bán lẻ đâu, nhưng mà cho các chị gộp đơn. Ai lấy đi cho các chị gộp đơn này. Định là cái set này là để tăng ảnh trước mà thôi, nên bán luôn vừa về xong. Em sẽ mặc thử luôn cho mọi người coi, xinh lắm. Đây nhá, giới thiệu qua mẫu cho em sẽ mặc. Set vest đen là 100, đây này, váy xinh chưa? Váy nỉ. Set vest đen là 139.000 nhá chị nhá, giá đã sale đấy. Chất cực kỳ đẹp, vest hàng hai lớp, hàng một lớp đây nhá. Em sẽ mặc thử cho mọi người coi cái này. Xinh này. Hàng mới về này. Để mặc một cái màu đen. Mới bán cứ chậm chậm ấy, chị chán rồi, thôi chị đi chụp ảnh về. Chẳng bán nỉ thế. Còn đầy đơn chưa chốt. Mày cũng nhận ra hôm nay cứ làm sao ấy. Nó cũng như mọi hôm. Ở cứ chậm chậm. Vẫn bán được ấy. Cứ phải được gần trăm cái ấy. Nhưng mà cứ chậm chậm ấy. Cứ thấy được mình. Đây nhá, cái váy nỉ này em đang bầu. Đang bầu nhá, lúc nào phải nêu cao tiêu chí đang bầu. Đây có cái mũ ở sau nhá. Cái váy nỉ này em bán với giá là 99.000 một cái. Chị nào lấy thì comment là 99k kèm màu. 99k kèm màu nhá, có màu đen và màu trắng. Áp dụng cho ai chia sẻ livestream nhá. 99k kèm màu cho em này. Cái váy nỉ có mũ nhá, 99k kèm màu. Có đen và trắng.
Ai lấy comment 99k kèm màu. 99k kèm màu cho em nha. Đây. 99.000 kèm màu. Em quay nốt cho các chị gộp đơn đấy. Đang bầu nên đừng chấp. 99k kèm màu nhá. Ồ, không ai thích. Thất bại. Thất bại vậy. 99k kèm màu này, một chiếc váy nỉ mà chỉ có giá 99.000 thôi nhá. Em ơi, một cái nhà chị cũng không, hầu hết là không ship đâu, trừ khi em ở Hà Nội thôi. Em hủy đơn Quỳnh Mai nhá. 99k kèm màu cho em này. Bởi vì là phí ship cao lắm mọi người ạ. Phí ship đi tỉnh của mọi người, em toàn phải chịu ship của mọi người thôi. Chứ cái giá ship 30-35.000 không có đâu. Toàn là chịu ship của mọi người đấy. Đây nhá. 99k kèm màu, mình ở Hà Đông, Hà Nội. Chất cực kỳ đẹp, cho mọi người kiểm chất thoải mái luôn. Cho mọi người kiểm chất thoải mái trước khi nhận nhá. Ai lấy comment 99k kèm màu này. Và váy màu trắng thì mũ màu đen. Còn váy màu đen thì cũng mũ màu đen luôn. 9m50. M50 mặc qua gối một tí. M50 thì mặc qua gối một chút. Cắt được chị ạ, cắt thoải mái. Cái nỉ này thì cắt thoải mái chị ơi. Cái nỉ này chị mang đi cắt thoải mái cho em nhá. Nỉ thì cắt thoải mái, không sợ đâu. Em đổi cái gì em ơi, em đổi sang màu gì Quỳnh Mai có đơn dư à? Bạn ấy hủy mà. Nhưng mà đổi sang màu gì bạn ơi? Đổi sang màu gì, comment nhanh giúp mình nhá. Em bán nốt hôm này rồi em nghỉ luôn đấy ạ. Mọi người inbox thông tin để chốt hàng luôn hôm nay nhá. Thực ra là chắc cũng phải sáng mai mới chốt đơn hôm nay quá. Đơn lên hôm qua còn bao nhiêu chưa chốt. À, Quỳnh Mai đổi sang màu gì? Nhiều người một đúng không? Đơn nỉ. Kẻ đen hay là kẻ trắng bạn ơi, có hai màu mà. Kẻ đen hay là kẻ trắng comment hộ mình nhá. Combo 69 hết rồi Văn ơi. Em ơi xem có khách nào chưa chốt không? Biết đâu khách ao rồi sao? Chốt cho bạn ý. Ngày mai chắc có Vân ạ. Chắc là có khách ao đấy, làm không có chuyện là khách lấy hết đâu. Mệt lắm. Quỳnh Mai cứ chốt cho Quỳnh Mai kẻ đen nhá. Có gì đổi kẻ sau này. Ok 99.000 em nhá. Rồi ok mọi người inbox thông tin cho bên em để bên em chốt đồ nhá. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người.